mới đây, cơ quan chức năng thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh cho biết, vào khoảng 11 giờ ngày 27 tháng 3, sau khi ăn bán trú, 33 học sinh tại trường tiểu học Quang Hanh, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, phải nhập viện theo dõi. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả đã có mặt tại bệnh viện, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương có phương án đưa toàn bộ học sinh có biểu hiện bất thường liên quan đến bữa ăn bán trú đến cơ sở y tế để kiểm tra theo dõi sức khỏe. Lãnh đạo thành phố Cẩm Phả yêu cầu các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan phối hợp xác minh, làm rõ nguyên nhân sự việc, đồng thời tiếp tục theo dõi đối với những học sinh hiện tại ở trường để đảm bảo sức khỏe, ổn định tâm lý cho học sinh và phụ huynh học sinh. Theo ghi nhận, đã có 33 học sinh trên tổng số 811 học sinh ăn bán trú của trường tiểu học Quang Hanh được đưa đến bệnh viện để kiểm tra theo dõi. Tất cả các em học sinh đều không có biểu hiện lâm sàng nghiêm trọng. Chiều cùng ngày, trưởng phòng y tế thành phố Cẩm Phả Lê Đức Khanh cho biết, hiện nay sức khỏe của các em học sinh đã ổn định và đang được theo dõi tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Thời gian gần đây, một số trường học trên khắp cả nước đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến rất nhiều học sinh bị đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, đau đầu phải nhập viện cấp cứu. Đã có không ít phụ huynh lo ngại về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm không được kiểm soát chặt chẽ tại bữa ăn học đường. Mới đây khi ăn cơm trưa tại trường và bữa phụ buổi chiều, nhiều trẻ tại trường mầm non xã Hòa Bình, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn cũng đã có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, có 3 trường hợp phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm. Tại đây, các bác sĩ đã nhanh chóng điều trị theo phác đồ ngộ độc thực phẩm. Sau đó gần 2 ngày, sức khỏe của các trẻ đã ổn định. Ngay sau đó, đoàn công tác của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã về làm việc tại trường mầm non xã Hòa Bình, huyện Văn Quan. Có 10 trên 17 trẻ đã ổn định sức khỏe, đến lớp bình thường. 4 trẻ còn lại trong ngày hôm đó đã có triệu chứng tương tự và được theo dõi tại nhà. Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu thức ăn và chuyển sang CDC để xét nghiệm, qua đó tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Trước đó, cuối tháng 9 năm 2023, đã có gần 30 học sinh tại lớp 4A1, trường tiểu học thị trấn Tiền Hải, Thái Bình, cũng có biểu hiện nôn nói, đau bụng, tiêu chảy, phải vào viện cấp cứu sau khi liên hoan trung thu do phụ huynh tổ chức tại lớp học. Các em học sinh được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải, Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, với biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm. Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 28 tháng 9, phụ huynh học sinh lớp 4A1 tại trường tiểu học thị trấn Tiền Hải tổ chức liên hoan trung thu cho 37 học sinh trong lớp. Thực phẩm sử dụng trong bữa liên hoan bao gồm bánh bông lan trứng muối cùng một số đồ ăn khác. Trong bữa liên hoan này, 28 học sinh ăn bánh bông lan trứng muối và 9 học sinh không ăn. Đến chiều cùng ngày, một số học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn, tiêu chảy, sốt. Liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, Phó sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, giảng viên Viện Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết. Ngộ độc thực phẩm ở các bếp ăn tập thể cũng như bếp ăn bán trú tại trường học có thể xảy ra bất cứ lúc nào và là nỗi lo của rất nhiều gia đình khi con em đi học ở bán trú. Vì vậy, nhiều gia đình vẫn lo lắng không đăng ký cho trẻ ăn tại trường. Chuyên gia này nhận định, để tránh mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại trường học, cơ sở giáo dục cần phải đảm bảo quy trình của Bộ Y tế như thực phẩm nhập vào tại các bếp nấu phải có giấy kiểm định, đảm bảo tươi. Khu vực bếp ăn phải đặt ở vị trí cách xa nguồn ô nhiễm nhà vệ sinh. Môi trường bếp phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, có các khu riêng biệt như rửa, sơ chế, khu nấu, vị trí thức ăn nấu chín. Dụng cụ chế biến như nồi, chảo, dao, thớt phải rửa sạch sẽ, không dùng chung dụng cụ cho đồ sống và đồ ăn chín. Lưu ý, nên cho phụ huynh ăn sau khi thức ăn được nấu chín xong, tránh mang thức ăn đi xa để tránh bị nhiễm vi khuẩn. Cũng trước đó vào hồi tháng 3 năm 2023, tại trường tiểu học Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội đã tổ chức cho 915 học sinh tại khối 1 và khối 2 đi tham quan tại nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đồ ăn trưa của học sinh được nấu ăn tại trường và vận chuyển đến địa điểm trải nghiệm. Món đồ ăn có cơm rang, gà, khoai tây chiên, canh chua nấu chín, bánh quy. Tuy nhiên đã xảy ra vụ việc đáng tiếc. Hơn 50 học sinh khối lớp 2 bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện. Liên quan đến vụ việc, bà Nguyễn Thị Ngân Bình, hiệu trưởng trường tiểu học Kim Giang đã gửi lời xin lỗi và nhận trách nhiệm với phụ huynh. Cũng tại Khánh Hòa, vào cuối năm 2022, đã có hơn 600 học sinh tại trường bán trú iSchool Nha Trang bị ngộ độc thực phẩm. Một em đã tử vong. Trường iSchool Nha Trang tại số 25 đường Hai Bà Trưng, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, tổ chức ăn bán trú cho học sinh tại căng tin của trường. Đến tối cùng ngày, nhiều học sinh có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, sốt, nghi ngộ độc thực phẩm. Các học sinh đã đưa con em phải nhập viện điều trị. Các bệnh viện đã tiếp nhận hơn 600 ca điều trị nội trú và ngoại trú, trong đó có một trường hợp đã tử vong. Theo báo cáo, bữa ăn trưa ngày 17 tháng 11 bao gồm một suất ăn lúc 10 giờ 30 phút dành cho học sinh tiểu học. Suất 2 ăn lúc 11 giờ 30 phút dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông và lúc 12 giờ 30 phút cho giáo viên chủ nhiệm.
Trong đó, món cánh gà chiên là thực phẩm gây ngộ độc với tác nhân là nhiễm vi khuẩn Salmonella. Với điều kiện cơ sở vật chất tại bếp ăn tại trường A School Nha Trang có khu vực sơ chế tách biệt với khu chế biến, vệ sinh và khu vực chế biến sắp xếp gọn gàng, cách xa nguồn ô nhiễm, có đầy đủ nước rửa tay và xà phòng, chất thải được thu gom và xử lý hàng ngày. Khu vực bếp có đầy đủ các thiết bị, dụng cụ để chế biến thực phẩm, trang bị tủ lưu mẫu riêng biệt, tủ đựng bộ đồ dụng cụ chế biến thực phẩm sống với thực phẩm nấu chín riêng biệt. Tuy nhiên, theo lời khai của người giám sát và nhân viên bếp, nguyên liệu cánh gà thực phẩm gây ngộ độc được nhập vào chiều ngày 16 tháng 11. Sau khi nhập hàng, thực phẩm còn nguyên thùng được để ở trong bàn khu vực bếp đến sáng hôm sau thì chế biến món ăn. Khoảng 7 giờ 30 phút đến 8 giờ cùng ngày, sau khi mở thùng nguyên liệu thấy cánh gà chưa rã đông thì nhân viên bếp đã ngâm trực tiếp thực phẩm trong thòng nước để rã đông. Việc thực phẩm chưa rã đông hoàn toàn, nấu chưa chín kỹ, nguồn nguyên liệu không đảm bảo cũng là điều kiện lý tưởng cho vi sinh vật trong thức ăn phát triển, gây nhiễm khuẩn thức ăn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã khởi tố vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định tại điều 317 Bộ luật hình sự xảy ra tại trường A School Nha Trang. Vậy, cần làm gì để tránh ngộ độc thực phẩm tại trường học? Chia sẻ với báo Sức khỏe và Đời sống, tiến sĩ bác sĩ Bùi Thị Mai Hương, trưởng khoa vi sinh vật thực phẩm và sinh học phân tử Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết: để tránh ngộ độc thực phẩm tập thể tại các trường học, đầu tiên nhân viên trường học, nhà bếp hoặc đơn vị cung cấp suất ăn cần phải tuân thủ đầy đủ các quy định thực hiện về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt là trong chế biến, sản xuất và kinh doanh thực phẩm, trong cả quá trình từ chuẩn bị, tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, nấu, chia xuất, vận chuyển và phục vụ bữa ăn. Các trường học hoặc nhà cung cấp suất ăn cần phải đảm bảo sử dụng nguyên liệu tươi, an toàn, còn hạn sử dụng trong chế biến. Các món ăn cần được nấu chín và bảo quản ở nhiệt độ phù hợp, tránh bị ô nhiễm. Tuân thủ chế độ kiểm thực 3 bước. Với nhà trường có sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn bên ngoài, nhà trường cần có biện pháp giám sát định kỳ, kiểm tra đột xuất quá trình nấu và vận chuyển suất ăn. Thời gian vận chuyển thức ăn từ nơi nấu đến nơi phục vụ bữa ăn cho học sinh không được quá 2 giờ đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, thức ăn phải được đảm bảo ở nhiệt độ an toàn. Quan trọng hơn, có thể loại bỏ tất cả các loại thực phẩm có mùi vị lạ, quá hạn hoặc bảo quản quá thời gian cho phép. Trường khoa vi sinh vật thực phẩm và sinh học phân tử cũng nhấn mạnh, nhà trường, thầy cô giáo, cán bộ y tế trường học đóng vai trò rất quan trọng cho việc giám sát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong bếp ăn trường học. Ngoài ra, giáo viên chủ nhiệm, hộ cha mẹ học sinh và bản thân học sinh cũng là những nhân tố phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn trường học. Liên quan đến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, Bộ Y tế đã từng ban hành công văn số 787/BIT/ATTP đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tập trung triển khai tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bộ Y tế đã đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm, biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm phù hợp với từng đối tượng, công nhân, học sinh, sinh viên, cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm, nhân viên nhà trường. Chú ý vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm. Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ sở, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn, đặc biệt là ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, ban giám hiệu nhà trường. Bên cạnh đó, cần phải huy động sự tham gia, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, công đoàn trong khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở y tế, đại diện ban cha mẹ học sinh, đoàn thanh niên tại nhà trường, các tổ chức xã hội có liên quan trong vụ giám sát công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các bệnh viện, trường học.